Rồi, ok, mình đã xong rồi. Thì trên màn hình mọi người đang xem, đó là một cái logo chủ đề sinh nhật ha, được mình mới vừa tạo ra. Nhưng mà thì sau khi ta tạo ra cái logo là đây đó, thì ví dụ như ta muốn thêm cái phần sinh động thêm đó, thì ta thêm cái này nữa, thêm cái vòng này nữa nha mọi người. Đó, đó. Hai cái logo bây giờ mình tạo ra, đây là một cái mới tạo ra, còn cái này là thêm một cái vòng nữa, là cái logo ta sẽ trở nên sinh động hơn mọi người. Rồi, ok, thì hôm nay Hoàng Dũng chia sẻ đến với tất cả mọi người cùng các anh em chiến hữu về cái logo chủ đề sinh nhật này như thế nào nha mọi người. Thì mình làm cái logo sinh nhật này thì chủ yếu là chi, để tặng người thân bạn bè hoặc là những con ghẻ yêu dấu đồ chẳng hạn ha. Đó, thì ví dụ như tới ngày sinh nhật thì mình làm mình tặng, chuyện này là ok rồi. Trong tất cả mọi người chúng ta, nếu ai yêu thích những cái mẫu logo như thế này ha, thì hãy cùng mình cầm chiếc điện thoại lên và chúng ta cùng nhau chia sẻ nha mọi người. Rồi, ok. Rồi, và bây giờ thì cái giao diện làm việc của BCLAT quá quen thuộc với mọi người rồi đúng chưa? Rồi, ta click vào dấu cộng, ta tìm đến từ thư viện là ha, phiên bản tiếng Việt mà mình rất dễ sử dụng, vào bộ sưu tập. Rồi, thì ở đây mình có những cái mẫu vòng ha, cái mẫu vòng như vậy nha. Đó, đây mình có mẫu, những cái mẫu vòng như vậy, ai thích thì vào Zalo mình hỗ trợ cho nha. Ở đây mình có tạo sẵn những cái mẫu vòng như vậy, thì có khi là mình muốn lấy cái mẫu vòng nào thì mình lấy. Ở đây mình có ví dụ như chẳng hạn như mình đặt cái mẫu vòng như thế này, ví dụ ha, đó đó, cái mẫu vòng này thì mọi người thích thì vào Zalo mình hỗ trợ cho nha. Đó, thì nếu mà mình làm tặng bạn nữ ha, đó thì cái màu hồng này thì cho nó tươi tắn hơn một tí xíu nha. Đó, rồi ta vào bộ sưu tập tiếp nè. Đó, từ thư viện đây, vào bộ sưu tập. Rồi, nếu mà ví dụ như nam thì là đây, ví dụ mình làm tặng bạn nam là đây. Đó, thì cái mẫu đó, mình ở đây mình cái mẫu, mình những cái mẫu vòng này là mình tạo sẵn ha. Ai thích thì vào Zalo mình hỗ trợ cho nha. Đó, thì nam nữ nó có hết, ví dụ nam thì cho nó đứng đắn hơn một tí xíu đó, cho nó nhìn nó hùng vĩ hơn đó, đại khái là vậy. Rồi, ở đây tiếp đến ha, ta cũng vào thư viện nè, rồi vào bộ sưu tập nè. Đó, ví dụ ở đây mình có một cái này đó, thì cái này nam nữ cũng được đó ha, ok. Đó, ở đây thì mình có mấy cái mẫu, mình tạo sẵn ra mấy cái mẫu như vậy nha mọi người. Đó, thì ai thích thì vào Zalo mình hỗ trợ cho nha. Đó, mình có mẫu, mấy mẫu vòng như vậy đó, là mình tạo ra mấy mẫu vòng nó như vậy. Thì thôi bây giờ ta bỏ bớt đây nha, bỏ bớt cái này, bỏ bớt cái này, xin lỗi ha, bỏ cái nào cũng được. Rồi, ok, đại khái là cái mình thấy cái mẫu này là nó hơi nhỉnh hơn mấy cái mẫu kia nè, nó hơi đẹp hơn đó. Rồi bây giờ ta cho cái mẫu này nó lớn ra đi nha, ta cho cái mẫu này nó lớn ra, rồi ta cân nó vào giữa lại đi đó, mẫu mình tạo sẵn nha. Rồi, ok, sau khi cân nó vào giữa xong, sau khi cân nó vào giữa xong thì ở đây mình cũng nói với mọi người đó, ở đây là mình chỉ lắp ráp thôi, mình chỉ gợi ý ha, cho mọi người làm, cho mình không bắt mọi người làm đúng theo như mình nha. Thì ví dụ ở đây cái những cái vòng này nè, đó, mình có tạo sẵn, mình có để đây, ví dụ như mọi người muốn viết cái gì lên đây là mọi người viết ha, cái vòng này mọi người tải về và mọi người muốn viết cái gì lên đây mọi người viết nè, đó ha, cái dòng này, hay là ta thêm gì trong đây thì tùy theo ha. Thì ở đây ví dụ chẳng hạn như là mình viết thêm những gì đi, muốn viết cái gì là viết, ví dụ chẳng hạn như là mình có một này bản văn nè, đó thì mình chẳng hạn muốn viết gì ta viết. Thì cái việc mà tạo chữ 3D, viết mà để tạo chữ 3D ha, thì là mình đã chia sẻ với mọi người rồi nha. Thì ta viết những cái dòng chữ ta dán lên đây, thì ví dụ như đây ta vào bản văn nè, văn bản mới nè, ví dụ mình lấy cái này là một cái dòng văn bản đi ha, rồi ta cho nó uốn cong lại, thì cái chuyện uốn cong thì quá đơn giản với mọi người rồi đúng chưa. Đó, ta vào đây đó, rồi ta uốn cong cái coi chữ lại như thế nào, và đó rồi ví dụ chữ như thế nào ra sao ha. Rồi ở dưới, xuống dưới này ví dụ như ta khi sau khi ta làm xong rồi thì ta copy cái này, ta không ta nếu mà ta muốn để phông chữ này thì ta copy cái này thì nó sẽ ra được một cái dòng chữ nữa. Copy thì nó, đó thì nó được một dòng chữ nữa đó. Thì ví dụ cái này cho nó uốn cong lại ha. Thì bằng cách ta cũng vào đây, thì cái việc này thì mình đã chia sẻ với mọi người quá nhiều rồi đúng không. Hôm nay là mình chỉ là mình chỉ là làm gợi ý để cho mọi người làm thôi đó. Cái đoạn văn bản đây, ví dụ đây, ở đây đại khái là vậy đó ha. Thì ở trong đây ví dụ chẳng hạn mọi người muốn thêm gì đó thêm à, đó, tùy theo. Nhưng mà ở đây là mình đã có cái mình đã làm sẵn ha. Mình đã làm sẵn cái vòng, mọi người muốn thêm những cái dòng chữ gì đó là mọi người thêm.
Thì những cái dòng văn bản này mọi người muốn viết sao nó ngon người viết. Ví dụ như ở đây, bây giờ ta bỏ cái này đi nha. Rồi, mình vào dấu cộng nè. Ở đây thì mình có làm sẵn, thấy không? Đó, thì cái việc tạo chữ 3D này thì mình đã chia sẻ với mọi người nhiều rồi nha. Rồi, ví dụ chẳng hạn ở đây. Rồi, ta cho nó lớn lại, ta đặt nó chính giữa luôn, thấy không? Đó, chẳng hạn như mình viết chữ thân tặng, đại khái là về chẳng hạn, xong, ok đó, thấy không? Đó. Rồi, ví dụ ở đây. Cái việc tạo chữ 3D mình đã nói, đó, mình đã chia sẻ với mọi người nhiều rồi, thì ta cứ việc, thấy không? Ta làm chữ 3D ta dán lên thôi, chẳng hạn như cái dòng văn bản 2 đây đó là thân tặng em gái phương xa hay là người yêu cô đơn hay là đại khái, nói chung là mọi người muốn viết gì đó viết ha, muốn viết sao viết sao viết, dán lên đây đó, dán như mình như vậy thế thôi đó, ok đó. Thì ví dụ chẳng hạn như là, rồi tiếp đến ta cũng vào thư viện ha, thì nói chung là khi ta làm sẵn thì nó nằm ở trong bộ sưu tập ha, đó thì ta cứ vào ta lấy ta dán lên thế là xong. Thì chẳng hạn như ở đây mình ta tạo sẵn một chữ I love you đó, rồi đó, ví dụ như mình muốn đặt ở đâu ta đặt, nói chung cái đã có một cái nền rồi thì mọi người muốn làm sao là mọi người cứ làm, chẳng hạn như ta sắp nó vào đây ví dụ ha, đó rồi ok đó, rất đơn giản thế mọi người. Rồi mình có đó, chẳng hạn như còn ở trên đây ta muốn dán gì ta dán, ta muốn làm gì ta làm, ta muốn đưa thêm những cái gì đó ta đưa là ha. Rồi chẳng hạn ở đây mình có một cái dòng đây. Đó, một cái dòng văn bản như thế này ha, ta cho nó xuống luôn. Đó, và ta đặt là đó là 22 tháng 4 ha, 2023 ví dụ. Rồi, đó bây giờ mọi người thấy đơn giản là ta đã thành một cái logo ha. Đó, đơn giản ta thành một cái logo sinh nhật. Thì ở đây, ví dụ chẳng hạn ta cho nó thêm cái bánh kem hay cái gì đó chẳng hạn đại khái ha. Nó rất là đơn giản. Rồi, và bây giờ ta khóa nó lại đi nha. Đó, khóa nó lại đi. Rồi ví dụ vậy đó, bây giờ ta đưa một cái logo, mọi người thấy không? Quá xịn sò chưa? Nó đơn giản rồi, thấy không? Chỉ tích tắc thôi ta được một cái logo, ta chỉ cần ta đưa vài dòng chữ của ta lên đây, thế là xong. À, đó. Rồi ví dụ chẳng hạn như ở đây, ta muốn cho ta thêm cái bánh kem thì sinh nhật thì ta có bánh kem đi đây. Ở đây nó có sẵn nè, ta vào nhãn dán nè. Đó, thì ta cuộn lên. À, cuộn lên ở đây nè, ví dụ như đó bánh mọi người muốn chọn bánh nào? À, bông hồng hay là cái gì này đó mọi người thấy không? Đó, muốn chọn cái gì là nó đều có ở đây hết, hoặc là trái tim hoặc là gì đó ở đây nó có ha, ở đây nó có những cái mẫu nhãn dán đây, ví dụ như ta thích cái bánh này đó ta đưa nó vào đây đó, ok đó. Thì cái này nó nhỏ lắm, nhiều lúc như ta kéo này nó mất cái ha, nó kéo cái nó qua lại nó mất hình đi, nó cái hình nó không có chuẩn, ta dùng cái tính năng này đó ta cho nó nhỏ lại. Đó, cho nó nhỏ lại đó, ta đặt nó vào đây ví dụ ha, đó đại khái đừng có để cái logo ta trống là nó không có đẹp đó. Rồi ok đó, thấy không? Trong tích tắc là ta được một cái logo ha. À, trong tích tắc là ta được cái logo ngon lành chưa. Thì bây giờ sau khi xong rồi thì ha, ta tích chúng nó lại một hai ba bốn, rất đơn giản là ta sẽ được một cái logo nha mọi người. Rồi tích chúng nó lại xong. Rồi sau khi tích chúng nó lại xong vậy thì ta được một cái logo ngon lành chưa. Đó, thấy không? Đó. Rồi bây giờ ta muốn thêm một cái vòng, ví dụ ta muốn thêm cái vòng ta cho nó nhỏ lại đi nha, cho một cái logo này nó nhỏ lại một chút xíu, ok nó đứng đó đi. Rồi ta vào đây vào bộ sưu tập, thì những cái vòng này là mình đều có sẵn hết ha, mọi người thích thì vào Zalo mình hỗ trợ cho nha. Đó rồi, đây mình có cái vòng như vậy, ok. Rồi kéo lớn ra đó, ta đặt lọt vô đây đó, ta đặt ở đây đó, thì cái này là mình chỉ uống thử thôi nha, mọi người cân chỉnh nó là nó ok thôi nha. Đó đó, mình chỉ làm demo mình uống thử thôi đó, mọi người cân chỉnh lại là mọi người thấy bây giờ cái logo ta trở nên xịn sò chưa đó. Đó thì bây giờ vòng là mình có sẵn ha, mọi người cứ tải về và ráp những cái chữ mà mọi người thích chữ nào thì ta ráp chữ đó lên. Mà cái việc tạo chữ này thì mình quá đơn giản với mọi người rồi, thấy không? Mình đã chia sẻ nhiều với mọi người rồi đó, ta muốn như vậy ta đã được một cái logo vậy. Xin lỗi hồi nãy mình tích là quên cái anh bánh kem này đó, thì thành thử là bây giờ nó nằm đẩy cho nó lên trên đó, nó nằm lên trên, quên mình tích là quên cái anh bánh kem này nha. Đó cho nó nhỏ lại đi, mình xin lỗi, thấy không?
quên tích bánh cái anh bánh kem đó đó rồi ok đó thì bây giờ ta được một cái logo ngon lành thôi chứ có gì đâu, rất đơn giản như mọi người thấy không? Tí tích xíu tích tắc ta được một cái logo quá xịn sò cho mọi người rồi ok. Video chia sẻ của mình đến đây cũng đã kết thúc, chúc mọi người thành công và cố gắng giữ gìn sức khỏe nha, hẹn gặp lại mọi người trong những video sắp tới thấy không? Thì nói chung những cái vòng này là mình có sẵn, mọi người cứ tải về và cứ khắc những dòng chữ ta lên đây là ta được cái logo ngon lành nha mọi người. Ok.